Không chưa? Bấm rô luôn, chỉ quay thôi. Rồi, quay thôi. Bay 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 bay. À, để quay cho chương trình văn nghệ tại nhà của chú Minh Thùy. Anh chạy dây nè. Cùng các anh em nhạc sĩ và nghệ sĩ thì Minh Đức xin gửi đến một sáng tác của chú là bài hát được mang tên Mưa Biển. Hôm nay vỗ tay mình vỗ luôn. Ta xong ta mới vỗ chứ. Không ai ở không đó, người không ai trong ly hết rồi. Đúng rồi, cái bài Mưa Biển này nè. Giờ đã mấy năm chân mà nàng cũng không phải hòa trong.
Châu anh nói đi, em không nói được. Rồi sao? Cái đó là ai ca là tiếng ca chứ, cái cuối cùng. Hả? Có một ngào ai ca. Dạ ai ca. Có người ca tiếng ca. Ô thôi tám ca tất bổ mày hư. Dạ.